Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Hôm nay là buổi sáng các bạn, sáng chủ nhật cuối tuần, ngày cuối tuần của tháng 9 nha. Giờ tháng sau mình qua tháng 10 rồi, thời gian rất là nhanh các bạn ha. Ở giờ tháng 9 chúng ta lại tiếp tục những nẻo đường. Mình sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi tham quan thành phố, quan trọng là tham quan trung tâm vào buổi sáng chủ nhật. Buổi sáng yên bình, thường thì buổi sáng chủ nhật bà con cũng tranh thủ nghỉ, nghỉ sau những ngày làm việc mệt nhọc. Bà con cũng tranh thủ nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc mình, những ngày trong tuần làm việc mệt, cho nên đường phố hơi vắng vẻ vào buổi sáng sớm, bắt đầu đông đông vào buổi chiều tối. Những bạn trẻ ra trung tâm dạo hóng gió, tình nhân dắt tay nhau đi dạo phố trung tâm các bạn. Nói đường, con đường này, con đường chúng ta đang trên con đường Hoàng Sa các bạn ha. Hoàng Sa bờ sáng chủ nhật mình sẽ đi theo con đường Hoàng Sa rồi mình tới Thảo Cầm Viên ha. Là chắc là cuối tuần các phụ huynh cũng dẫn các bé đi Thảo Cầm Viên rất là đông, Thảo Cầm Viên Sài Gòn các bạn. Đó, đây con đường Hoàng Sa. Xe cũng đi ngược chiều lung tung các bạn. Thì những con đường này được cải tạo cho nên tạo những cái tuyến đường ven á, ven kênh rất là tiện lợi đi từ bên quận Tân Bình các bạn. Tân Bình trải dài xuống quận Nhất luôn, qua quận 3 Phú Nhuận. Rồi chúng ta đi thẳng tới hết con đường. Còn các bạn trẻ chạy xe đạp các bạn, cô chú lớn tuổi cũng tham gia chạy xe đạp, tập thể thao vào buổi sáng. Còn đây là bên khu vực đường Hoàng Sa, khu vực nhất ở cái cầu, các bạn thấy cái cầu mới làm đây, cái cầu mới làm. Rồi, cầu đi bộ dẫn qua Trường Sa, Hoàng Sa rất là tiện lợi các bạn. Ở đây thì muốn qua bên kia phải đi qua cầu Thị Nghè, còn đi bộ thì mình đi đường cuối con đường Nguyễn Đình Chiểu các bạn. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng ngày chủ nhật, những ngày cuối tháng 9 năm 2024 các bạn ha. Những ngày cuối tháng 9 năm 2024, khu này có những cái quán phở rất là đông, mô tô tới đậu tới ăn sáng các bạn. Đây bến du thuyền ha, bên trái chúng ta bến du thuyền nội đô. Giờ quán cà phê cũng thấy du thuyền hết đi cà phê. Nếu mà kết hợp được các bạn các tour, ví dụ như các đoàn du lịch kết hợp cái tour đi du thuyền rồi cũng hay lắm nha. Quảng bá du lịch là ví dụ qua Sài Gòn có cái tour du thuyền, bên Thái Lan có các bạn, bên các nước đều kết hợp du lịch đi du thuyền. Rồi chúng ta ra đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn. Bên trái chúng ta là sở thú, phải là khu vực của Novaland, của ăn uống nè, Nova Dream nè.
bên bên có cái nhà hàng Sushi Tay Dragon Palace. Rồi chúng ta đi tới đường trường tiểu học Nguyễn Bính Khiêm. Trường ông Nguyễn Khiêm. Khu này có các trường tiểu học ha, Nguyễn Bính Khiêm nè. Ở trường tiểu học nè, trường trung học là Võ Trường Toản nè. Rồi tới trường trung học phổ thông á, trung học cơ sở là Võ Trường Toản, trung học phổ thông là trường Trường Vương. Đầy đủ 3 cấp trên cái đường này các bạn. Có nhà trẻ cuối đường nữa. Đây Thảo Cầm Viên nè, cũng đông xe dữ các bạn. Xe đậu chở mọi người tham quan. Đông xe quá ha. Rồi chúng ta tiếp tục tiến về đây là bên phải chúng ta là đường trường trung học cơ sở Võ Trường Toản đây. Mình đã nói cho con đường này có đầy đủ trường học á, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và phải là trường Đại học Sài Gòn nữa các bạn. Ở trường cán bộ quản lý giáo dục đây. Còn đây là trường bên phải chúng ta, trường Trương Vương nè. Nữ sinh Trương Vương ngày xưa các bạn. Đó, trường nữ sinh Trương Vương. Quậy vô đi. Trường nữ sinh Trương Vương ha. Bây giờ là trường nam nữ học luôn rồi. Đây có những cái tiệm cắt tóc này vỉa hè cũng chắc cũng lâu đời các bạn. Rất hiếm có ở Sài Gòn. Tiệm cắt tóc vỉa hè. Ngoài vỉa hè này mát. Cắt tóc ngoài vỉa hè mát. Nhưng mà đa số thường là những cô chú lớn tuổi. Bây giờ có những cái tiệm cắt tóc miễn phí các bạn. Miễn phí mình vô mình ngoài mà không ngoài vỉa hè đó, tùy tâm. Rồi sau đó thì bây giờ những cái lớp học dạy cắt tóc á cho các bạn trẻ đó, thì do mình coi như là mình cũng được cắt tóc, ví dụ có người chỉnh sửa để cho các bạn trẻ có điều kiện học cắt tóc luôn. Mình sẽ đi đường Lê Duẩn á. Đường Đinh Tiên Hoàng. Đó trường đại học dùng Sài Gòn khoa giáo dục mầm non. Bên trái là nữ đang viện Cát Minh. Rồi tiếp tục tới tòa nhà Sài Gòn Center. Sài Gòn Jack Center các bạn. Thank you.
chúng ta vừa trái tiến về trung tâm. Nắng quá mà. Mưa thì mưa mà nắng vẫn là nắng. Nắng vẫn nóng. Đây khu vực làng đại học các bạn, đại học y khoa nè. Đại học khu vực này thì đào tạo các bác sĩ răng hàm mặt, hay các bác sĩ dược sĩ các bạn. Y dược thì khu này là khoa dược. Y là bên trên đường Hồng Bàng các bạn. Ở đây là khu vực VIP nha các bạn ha, tòa nhà này khu vực VIP. Nó có lãnh sứ quán Hoa Kỳ. Cà phê Land nè, kế bên là Yên. Rồi, lãnh sứ quán Hoa Kỳ. Phía trước là khu vực của đi thẳng về là Dinh Độc Lập. Mình sẽ đi vòng một vòng qua Hồ Con Rồ ha. Nhà quá thanh niên. Chân các bạc mới làm gì đây, hội chợ triển lãm gì đây, cũng còn cái trang trí lá phong trước đại mình La Gia, như là cũng có điểm nhấn tại khu vực này nữa các bạn. Đại mình La Gia luôn trang trí đẹp để tạo thu hút khách tham quan. Nhưng mà ý kiến riêng của mình là tại tòa nhà này thì thiết kế thì cổ điển các bạn, cho nên nhìn xuyên qua cũng hạn chế, cho nên khi khách không biết ở đây là trung tâm thương mại. Ý kiến của mình thôi nha. Đây nhà quá thanh niên, buổi sáng cuối tuần vắng vẻ thì có hội sách thôi, trưng bày sách. Nắng quá các bạn, trời mát mát xíu rồi đông vui. Rồi chúng ta tiếp tục tiến tới vực nhà thờ Hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa các bạn ạ. Hồ Con Rùa, ở Hồ Con Rùa. Khu vực cà phê, nhà hàng xung quanh. Thấy đa số là cà phê ha, cà phê trà sữa. Ở Highland Coffee đây. Thì thói quen của người Sài Gòn hay ngồi cà phê, nhiều khi thích ta ngồi dưới hè ngắm hóng gió mát các bạn. Đó, GS25 nè, Úc Long nè. Đi theo một vòng khu vực Hồ Con Rùa các bạn ha. Thích khu này là nó cây xanh nó mát, nhưng mà cũng bây giờ cũng thưa cây rồi. Khu này rất là mát rượi nè. Đó các bạn thấy không? Xe máy đậu ngoài đường.
cà phê rất là thú vị nha. Giống như là ở ngoài Hà Nội thì có cái bờ hồ Hoàn Kiếm đó các bạn, cũng đông mũi tàu, đông bạn trẻ tập trung. Rồi chúng ta đi một vòng vòng khu trung tâm, rồi sau đó mình sẽ vòng ra ở quận nhất. Đó, khu bên kia là Đại học Quốc gia. Đó, có mô tô, trưng bày mô tô đông á. À, mô tô các bạn trẻ. Rồi chúng ta tiến thẳng về khu Ủy ban nhân dân thành phố á. Nắng quá các bạn. Trời nắng thì nắng mà mưa vẫn mưa. Nhiệt độ vẫn cao á. Cái buổi trước là nhiệt độ dịu mà giờ là nắng nhiệt độ cao quá, nóng mức kinh khủng luôn. Dễ bị đột quỵ. Có những cô thiếu nữ đứng chụp ảnh nè, xung quanh công viên 23 tháng 9 đây, công viên 30 tháng 4 các bạn, ở nhà thờ Đức Bà cũng gần gần xong rồi các bạn, thấy gỡ bớt rồi. Có những con lươn trùng tu vẫn là để cái màu xám của ngày xưa, rất là thú vị các bạn, chứ trùng tu mà mình sơn mới lại là đâu có đẹp đâu. Ông Minh nhà với bà trong câu đó để màu xám lại, màu gạch ngày xưa. Đây rất là đông du khách ngày cuối tuần các bạn, đó, rất là đông mà. Cầm cờ. Xe buýt đi ép người ta nữa. Mình đi vòng qua một cái con phố này nữa các bạn. Có những cái xe buýt cao tầng, những xe nhỏ nhỏ thấp tầng, mình đi xe cao tầng thì thú vị hơn, ngắm thành phố từ tầng thứ hai của xe buýt. Đây khu cà phê hay là coffee. Xe đậu ra chỗ mát mẻ hết. Đông vô trong khu vực trung tâm các bạn. Mình đi dạo bằng xe máy cho nên quay được nhiều hơn khu đường phố. Mình đi bộ thì chỉ quay được một phút các bạn, cho nên đi tốc độ cũng nhanh hơn đi bộ chút. Chúng ta quẹo qua đường Hai Bà Trưng đi, chúng ta quẹo qua đường Nguyễn Du á, rồi chúng ta quẹo vô Đồng Khởi. Đó, đường sách Nguyễn Văn Bình, phố đi bộ, trưng bày sách.
các thiếu nữ trung tâm chụp ảnh cà phê. Khu này mát à. Rồi, chúng ta tới đường Nguyễn Du. Khu này cũng có cái quán xá, đường rất là nhỏ các bạn, nhưng mà tập trung nhiều nhiều quán xá nha. Rất là vui ha. Tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông giáo đường, ngày chủ nhật buồn. Bài của nhạc sĩ, có nhạc sĩ Trần Công Sơn. Chiều chủ nhật buồn nằm trên căn gác điều hiu. Các cô chú lớn tuổi chắc cũng nghe bài này cũng nhớ. Ở đây đường Đồng Khởi qua, xưa là đường Tự Do, đường Catinat. Chúng ta tiến về phía đường của Bình Đằng, Tân Đỗ Thắng các bạn. Đông du khách tập trung ở trung tâm. Rồi chúng ta ngắm tí xíu bên nhà thành phố. Cũng đông à. Đông các bạn trẻ ra chụp ảnh. Có YouTuber tập trung ở trung tâm luôn. Chụp ảnh cưới rất là nhiều các bạn. Bạn trẻ ra buổi chơi. Mình dẫn các cô chú anh chị và các bạn đi xe máy để khái quát hết khu trung tâm. Đi bộ thì quay được một phút à. Để quay phim ở ngoài trung tâm rất là nhiều các bạn. Mà quay đám cưới nè. Xe taxi chen vô không có đường, xe đi luôn, xe máy đi luôn, chạy chen ba vô. Khúc bên trái là nhà cái những cái nhà cổ quá ha, cho nên chưa dụ những cái nhà cao tầng. Phía bên trái là đường phố, nó mát mẻ liền. Khu này mà mát mẻ nè, có khách sạn Ren nè. Rồi chúng ta tiến thẳng vô. Đường Bến Bạch Đằng, Tôn Đức Thắng nè. Trời rất là nắng. Mình bởi phải đi. Hướng ngược lại đi, nó mát, trời nắng quá. Giờ là muốn xe nắng luôn, cô chú anh chị các bạn. Trời thấy gì là nắng đó nha.
nắng nóng kinh khủng. Này thì không có lễ hội gì ở ngoài đây, nó trưng bày vậy các bạn, nay là cuối tháng 9 rồi. À, tuần trước có thì chưa có trưng bày, lại dọc những con đường cũ mình đi ngang chợ Bến Thành nha. Thì tới chỗ đại lộ Lê Lợi mình quẹo qua trái rồi Lê Lợi xong mình đi vòng ở chợ Bến Thành. Ở trung tâm Sài Gòn vắng lặng, vắng lặng êm đềm là buổi sáng sớm. Hôm nay không có mưa, mấy từ trước rồi mình có quay cảnh mưa. Cà phê Hà Lan, Hà Lan Trúc Phi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dỡ mộng nhiệm kỳ triển lãm. Mình vừa trái đi. Vừa trái qua đại lộ Lê Lợi. Trời cũng nắng. Hết những ngày tháng mưa rồi, những ngày tháng nắng các bạn. Đây có một cái cây lớn à, cái cây kìa nhỏ 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 nhỏ. Nhiều bạn trẻ chụp ảnh ngoài trung tâm các bạn. Khúc sàn Red. Xe cổ ha, xe cổ không mua trần à. Chụp ảnh cưới rất là đẹp. Con nơi gần đường Master các bạn, đây là đường Master, góc Master với đường Lê Lợi. Sài Gòn Center. Đường Nguyễn Trung Trực Lê Lợi các bạn. Rồi chúng ta đi vòng qua các bạn. Chúng ta sẽ đi chợ Bến Thành đây, đông du khách ha, tức là du khách ngoài tỉnh, ở ngoài Bắc, ngoài Trung, rồi du khách nước ngoài nó tham quan chợ Bến Thành. Đó, Phê La nè, chủ cà phê của cùng một chủ là tập đoàn của Phúc Long các bạn. Hồi xưa là chỗ đó phở hay phở mà tổng thống Clinton ăn á.
Hà Tâm này, đổi tiền rất là đông du khách này. Ngày cuối tuần này. Khu phố này khu phố người Hồi giáo ha. Là có bán món bên đạo Hồi nên du khách rất đông du khách. Người Indo, người Malaysia tới các bạn. Haji Osman, Hala Food này. Khu này từ lâu đã thành khu vực khu phố bán đồ ăn uống và cho mình du khách bên đạo Hồi. Rồi có hàng chùm trùm đầu ở bên đầu Hồi các bạn, ở đây có từ từ sẽ hình thành những cái shop. Lúc đây thì khúc đồ Nhật ha, khúc Nhật các shop đồ nhà hàng của Nhật đó, tiệm cơm Việt Nam, quán cơm Bà Cả, tiệm cơm Đồng Nhân. Rồi chúng ta tới góc này cũng nhà hàng Nhật Maru Kame Udon Sushi Tay. Bên kia thì cũng nhà hàng Nhật mà đóng cửa rồi. Rồi chúng ta tiến tới các bạn. Tiến tới khu đại lộ khu Nguyễn Du, đường Nguyễn Du. Chúng ta vòng qua đường Nguyễn Du. Đây có nhà thi đấu Nguyễn Du này. Con đường này cũng êm đềm, kế bên công viên Tao Đàn ha. Công viên Tao Đàn. Nhà thi đấu Nguyễn Du các bạn. Galaxy Cinema. Rồi chúng ta vừa phải đường Cách Mạng tháng 8. Những con phố trung tâm nữa các bạn. Bây giờ Cách Mạng tháng 8. Mình sẽ đi Nguyễn Thái Bình Khang về. Lý Chiến Thắng vậy cũng được, mình hay đi đường Lý Minh Khai này, giờ mình đi Lý Chiến Thắng ha, hoặc là chạy thẳng các bạn 8 ra khu đầu đường Lý Chiến Thắng mình vẹo. Cụ quay số. Rồi chúng ta bán đá các bạn. Ông Vũ à, bán máy tính nè, còn này Big Tết Lục Nguyên nè, rất là từ lâu đời rồi. Khu bên trái là khu vực Rạp Nam Quan. Người
trái đi, quẹo một khúc xe đồ để tùm lum vậy ta. Và một phút đi một phút trên đường Võ Văn Tần các bạn, khu phố Võ Văn Tần, rồi mình quẹo vô chợ, mình vòng Cao Thắng, mình vòng Bà Đăng Hai ha, rồi mình về Chiến Thắng. Đó, nãy giờ mình vòng khu quận nhất rồi giờ vào khu quận 3, những con phố cổ nè của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ngày xưa. Khu quận 3 thì hầu như không thay đổi nhiều các bạn. Quận nhất quận 3 thay đổi nhiều nhiều. Ở đây đi tới nữa là hẻm hẻm chợ mà bán bún ốc á. Bán bún ốc rất là ngon. Đang nâng cấp cải tạo hẻm nè các bạn. Đường cam sành 10.000. Từ lâu đời quá kế bên là chợ Vườn Chuối, nói chung là chợ hai chợ kế sát nhau. Hai chợ kế sát nhau, chợ Vườn Chuối và bên quận 3 phố ẩm thực Nguyễn Tương Hiền nè các bạn. Giờ có lẽ mình đi vòng một vài con phố trong đường Chuối đi, Bưởi Cái đi, khám phá con đường trong đường Chuối các bạn ha. Ở vườn chuối xưa ở đây cái vườn trồng rất là chuối nhiều lắm. Đây có trường tiểu học Bàn Cờ ở trong. Bưởi Trái các bạn, khu đường số 3 cư xá Đô Thành, phường 4 quận 3 nè các bạn, khu cư xá Đô Thành này. Khu này rất là mát ha. Ồ, có rất là ba cái cây mắc rồi các bạn, trước trường học Bàn Cờ này các bạn học sinh giữa đi học sẽ rất là đông phụ huynh đưa đón, không biết đi thi môn gì nữa.
ở trường trung học cơ sở các bạn. Chúng ta trường tiểu học trung học cơ sở Bàn Cờ, rất đông phụ huynh nữa đó. Ngôi nhà rất là cổ, tường đá rửa rất là đẹp mà. Khu này mắc rồi, vô này mắc rồi. Cũng có đường ở trong nội bộ rất là đẹp luôn ạ. Những quán cà phê à. Hơn nữa nằm là khu này. Đó, trường tiểu học đường Nguyễn Hiền các bạn. Rồi các bạn thấy cổng cư xá Đô Thành ha, khu cư xá Đô Thành ngày xưa. Ở cổng cư xá Đô Thành, cổng này chắc cũng 100-200 năm rồi đó. Từ thời xưa tới giờ vẫn còn tồn tại, cũng được sơn sửa mới rồi các bạn ha, bảo vệ cho lớp gạch cho nó không bị nứt nẻ. Ở cổng cư xá Đô Thành, nhân chứng ngày xưa lịch sử của Sài Gòn, cư xá Đô Thành. Đây là bệnh viện Bình Dân nha, bệnh viện Bình Dân có cái cầu vượt kia ngang qua bệnh viện đó, bệnh viện Bình Dân các bạn. Thì cũng xây mới, cũng khang trang nhiều khu, bên trái và bên phải đó là khu điều trị thật cao. Chúng ta tí tới được mạng 8 tầng bờ trái các bạn. Chúng ta vào trái về Lý Chiến Thắng à, Bùng Minh, Bluetooth Sài Gòn Hotel này. Hai sáu là xưa là sân khấu hài á, hài kịch tầm 26 rồi nó bùng minh các bạn. Hôm nay rất là vắng xe, nó tổ chức từ giờ này đó, giờ cao điểm rất là đông xe rồi ha. Đường Lý Chiến Thắng. Ừ.
Đây có một cái hàng tiệc cưới Metropole bên trái của mình, cũng rất là sang trọng. Metropole chúng ta tiến thẳng về các bạn, tiến thẳng về khu vực Trần Quang Khải. Cây xanh móng máng không bà ha, mắc rồi à. Đây là đường Trần Quốc Thảo ha, ngã tư Trần Quốc Thảo, Trần Quốc Thảo với Lý Chiến Thắng. Đó, có khu bên phải là nhà khách Chính Phủ á, khu cơ quan bên phải các bạn, rất là đông nhà khách nè, T78 nè. Chiến thắng đó, đây là Calgary Wedding and Event, ở trung tâm hội nghị tiệc cưới. Bên trái có một ngôi nhà cổ ha, biệt thự cổ ngày xưa, nhìn rất là thú vị quá ha, những công trình cổ để lại dấu ấn rất là sâu sắc. Rồi chúng ta đi một vòng mà vòng mà quận nhất quận ba các bạn, mình trái những cái chung cư cổ luôn rồi. Rồi chúng ta đi thẳng tới Trần Quang Khải các bạn.
Trần Quang Khải. Ngàn Mã Bằng ở đây, đây có các ngân hàng, quán ăn, nhà hàng, tiệm sửa xe, điện thoại, đa số là tiệm sửa xe, tên điện thoại. Khu này ngày xưa sửa xe nhiều quá, dán đề con, sửa xe, điện thoại. Bây giờ thì cũng có những cái cửa hàng điện thoại nhiều hơn là cái tiệm sửa xe. Cũng có những quán ăn nè, quán ăn hoa, mì hoa. Xe quá trời xe. Ở con đường Trần Quang Khải này hay hàng cây cao và cao vút luôn, rất là mê những cái hàng cây cao mà nó cao vút mà mát mẻ nữa. Đó là cũng ở trăm tuổi rồi, trăm tuổi. Hy vọng là những cái cây này sẽ thọ 200-300 năm nữa. Xe bị lấn đường. Thì lộ trình hôm nay của kênh Sài Gòn Đẹp Lắm, chúng ta đi một vòng khép kính nha. Từ quận nhất chúng ta đi theo đường Hoàng Sa, chúng ta đi qua khu Sở Thú, chúng ta vòng khu Hồ Con Rùa, chúng ta về quận nhất đi Nguyễn Huệ, rồi vòng qua đường Lợi Chợ Bến Thành, chúng ta vòng xuống các bạn tháng 8 đi về quận 3, dẫn tầng đi ngang qua khu Bàn Cờ, dòng xuống khu Lý Chiến Thắng, và lại về khu Hoàng Sa Trường Sa. Thì chương trình hôm nay tạm dừng. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị các bạn nhớ đăng ký, nhớ chia sẻ để ủng hộ kênh Sài Gòn Đẹp Lắm ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt.